chào tất cả quý vị khán giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Nó cũng có chồng là lo, mà nó chưa có nhà cửa ở gì trên á. Chính mấy chiếc bán cho nó phần nửa cái miếng đất ở dưới sông đó. Chính bây giờ lên trên nè, cái nó cất cái nhà là lúc đó là mẹ con nó với cái thằng đàn ông nó chưa có chỗ ở. Chưa có chỗ ở rồi nó ở cái nhà của chị Chính là một tháng rưỡi thôi tăng trời. Nó cất rồi cái nhà là chị Chính mới nói nó nghe. Ở cái lúc mà con ở dưới nhà chị Chính đó, năm đứa con của năm đứa em, mấy đứa em của con rồi một đứa cháu đó với mẹ con đó, chị Chính có tính hột gạo nào của coi gì không? Có tính hột gạo nào không? Chị Chính đi bán về nấu cơm ăn rồi dọn dẹp rửa chén để cho con với thằng chồng con vô nhà ở, bởi vì nhà chị có hai vợ chồng à, gái thì gả rồi, con trai thì nó đi làm không ai ở nhà, cho nên nó cứu con. Bây giờ con không biết ơn nghĩa sao mà con cho như gạo con kể không có gì ở đây tháng mấy gì đó, cái bắt đầu mới đi về bển có tháng nửa tháng gì nó thôi luôn, nó về đây à. Trong video hôm nay, Phương Văn cùng tất cả quý vị khán giả quay lại câu chuyện đã cũ rồi, 8 tháng đã trôi qua, về câu chuyện gia đình của ca sĩ Vân Quang Long. Thì 8 tháng rồi quý vị khán giả cũng đã theo dõi một cái chặng đường khá dài. Và hôm nay thì những gì mà những người binh vực và những người là luôn đi vào cái vết xe đổ, cũng như là những cái lời nói và hành động và những cái suy nghĩ của họ, thì tới ngày hôm nay đâu đó thì họ cũng đã nói lời xin lỗi thầy cô. Một số YouTuber thì các bạn đã thấy rồi đó, chửi ngày cười chửi đêm và chửi phải nói là khủng khiếp luôn quý vị khán giả. Và ngày nào họ cũng lên đòi tiền phúng điếu, ngày nào họ cũng lên đòi tài sản bên vực cô Linh Tinh. Thì tới ngày hôm nay sau 8 tháng trôi qua thì quý vị khán giả thấy sự việc đã phơi bày hết rồi quý vị khán giả. Cho nên bây giờ cái hậu của sau 8 tháng, những người đã là lên tiếng xin lỗi thầy cô, giống như một YouTuber ở Việt Nam, một YouTuber, một Việt kiều ở Pháp cũng đã nói lời xin lỗi. Và hiện tại một YouTuber ở ngoài Bắc cũng nói lời xin lỗi. Mà một YouTuber đó trước đây cũng làm loạn cộng đồng mạng, quý vị khán giả ơi, từng chửi bới những người khác, xúc phạm người khác, cho nên là họ đi tới nhà và trốn ngoài bụi chuối bụi hè, quý vị khán giả đó. Rồi sau đó ông bà nội nè, ba mẹ nè phải đứng ra xin lỗi. Và cuối cùng là cái người đó, một cái chủ doanh nghiệp đó bị YouTuber này nói những lời xúc phạm, hạ uy tín của người ta, ảnh hưởng tới công ăn việc làm, doanh nghiệp của người ta, cho nên người ta xuống người ta báo chính quyền địa phương và họ đi tới nhà để gặp ba mẹ. Thì cái anh YouTuber này trốn ngoài bụi chuối, trốn mất biệt luôn quý vị khán giả đó. Và cuối cùng phải đứng lên xin lỗi, là một cái video rõ ràng đứng lên xin lỗi chị đó, thì chị đó mới tha thứ được và đồng thời lấy lại danh dự cho họ. Thì đâu đó đã trôi qua thời gian cũng lâu, tới khi mà gia đình của ca sĩ Vân Quang Long có chuyện, anh đã ra đi đột ngột như vậy, thì YouTuber này cũng lên cộng đồng mạng và binh vực cô Linh Tinh, chửi ròng rã giống như những người YouTuber kền kền khác quý vị khán giả, mà đài truyền hình cho rằng là họ là những con người rác rưởi, cần loại bỏ khỏi xã hội. Thì anh này cũng nằm trong cái số đó đó quý vị khán giả. Thì ngày nào cũng chửi và phân tích, chửi ròng rã quý vị khán giả. Thì ngày hôm nay không biết động lực nào, động cơ nào, những cái việc gì mà để cho anh đứng lên để làm một cái video xin lỗi thầy cô. Chắc có lẽ là sợ nghiệp quật, và thấy những người mà đã ra đi, những người đã bệnh tật và những người đã đột tử, thì chắc có lẽ là anh này sợ xuống là đàm đạo với anh Vân Quang Long. Cho nên chính vì lẽ đó, chắc có thể thôi, cộng đồng mạng suy đoán thôi, chứ không biết là động cơ hay là máy cài nào mà động lực nào để cho anh đó để nói lời xin lỗi. Chứ hồi trước đó là chửi dữ lắm mà, chửi quá trời chửi luôn quý vị khán giả.
ngày nào cũng chửi. Nói chung là họ là tập thể, tập đoàn lừa đảo với nhau, họ cấu kết với nhau, họ chửi không phải vì một cái lẽ phải, mà họ đu theo trend để họ chửi vậy thôi à, chứ họ không có suy nghĩ. Bởi vì những con người đó đài truyền hình gọi là rác rưởi cần loại bỏ xã hội, bởi vì có cái đầu mà không có suy nghĩ. Đầu to thì ốc bằng trái nho đó quý vị khán giả. Cho nên tới ngày hôm nay lần lượt sợ nghiệp quật, những người trước thì đã bị ung thư nè, những người YouTuber chửi nhiều đó quý vị khán giả, ung thư vú nè, ung thư vùng họng nè đó, rồi gia đình thì bị Covid nè đó, rồi nhiều YouTuber khác bây giờ thấy sợ rồi, chắc có lẽ là đêm báo mộng anh Phan Quang Long ảnh sẽ là về, anh đòi hết đi xuống dưới đàm đạo, rủ hết lần lượt từng em, cho nên bây giờ sợ hãi rồi, từng em một đứng lên xin lỗi, và đồng thời là một người mà gọi là hỗ trợ tiền bạc cũng như là pháp lý cho cái cô trà xanh đó quý vị khán giả, thì đó là chị Sammy. Thì cuối cùng chị cũng nói lên sự thật, chị trải lòng mình. Chị nói là chị đã ngộ nhận câu chuyện đó ngay từ đầu, do là thấy hoàn cảnh tại sao mà ba mẹ chồng không nhận con dâu và con cháu như vậy không nhận, và đồng thời thấy cô Linh Tinh mà lúc chạy bộ đó quý vị khán giả, ẵm con bé con đã chạy bộ đi đó, đó là cổ thấy cổ thương. Và đồng thời từ lúc đó là cô Linh Tinh này gửi luôn cái video hoặc là những cái hình ảnh cảm thấy là cho người khác động lòng và thương xót đó quý vị khán giả. Cho nên chính vì vậy cổ mới hỗ trợ tiền bạc cũng như là hỗ trợ pháp lý để nhờ luật sư là thư kiện lại những YouTuber chính nghĩa bảo vệ thầy cô, và đồng thời nói luôn cái tờ báo kênh 14 đó gỡ bài xuống vân vân. Nói chung là câu chuyện đó thì Phương Văn cũng chia sẻ trong cái video vừa rồi, hôm nay chỉ nhắc lại thôi. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì quý vị khán giả mọi người đã biết rồi, cô Linh Tinh này là một con người lương lẹo tráo trợn, chứ không phải một con người đàng hoàng tử tế như mọi người đã nghĩ. Chính những người YouTuber trong cuộc sau khi mà theo dõi cái câu chuyện họ cho là cô trà xanh này là một cái nhân vật của họ, nhưng mà đâu đó họ theo dõi một thời gian thì họ thấy là trong cái câu chuyện này cô trà xanh này là không phải là cái người bình thường nữa các bạn ạ, không phải có người đàng hoàng tử tế, mà là trong đó là có lương lẹo tráo trở, là có những cái âm mưu, có những kế sách để là moi tiền và làm không đúng sự thật. Cho nên những người YouTuber trước đây đã bảo vệ nhân vật của họ, bảo vệ cô trà xanh, thì sau này họ bỏ cuộc và họ không đi theo câu chuyện đó nữa. Quý vị khán giả có nhớ là có một người YouTuber trước đây nói là cô Linh Tinh là một người phụ nữ, mà tất cả những người phụ nữ Việt Nam này cũng như là người phụ nữ trên thế giới này cần học hỏi cô Linh Tinh đó. Thì quý vị khán giả, sau khi cái video đó lên thì bị cộng đồng mạng dập te tua, và YouTuber này chắc có lẽ là nhận ra một điều là sai trái, vì gia đình mình cũng có hai đứa con gái nè, có mẹ có vợ nè, chắc có lẽ về kêu mẹ vợ và con mình học hỏi theo cô Linh Tinh này, bị vợ chửi cho một chậm rồi sau đó là bỏ cuộc luôn, không bao giờ là quay trở lại câu chuyện này nữa. Và họ cũng nhận ra một cái điều sự thật là cô Linh Tinh này không có phải là một con người đàng hoàng tử tế như là mọi người đã nghĩ đó, nhưng mà lỡ leo lưng cọp rồi đó, bây giờ không xuống được quý vị khán giả, cho nên đành ngậm ngùi bỏ luôn. Và một số YouTuber họ cũng đã bỏ cuộc khi mà theo dõi một cái khoảng thời gian ngắn, thì họ biết được nhân vật của mình đang bảo vệ là đi sai đường, cho nên từ đó là họ bỏ luôn. Thì tới ngày hôm nay quý vị khán giả đã thấy nè, dì chính ruột nè đã lên nói sự thật, trước đây là cô trà xanh này cũng đã từng đi lấy chồng Đài Loan đó, và đồng thời họ có là sang bên Đài Loan á, đâu là một cái thời gian về ngắn thôi, cũng là đâu dưới một tháng thôi quý vị khán giả. Thì chính trong cái thời điểm đó có nhiều bà con ở ấp Tân Lược nè, ấp Tân Quế nè, họ biết về câu chuyện này, cho nên họ nói là trước đây con trà xanh này nó đã từng lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc gì đó. Tại vì khi mà họ biết được á, cái người mà chồng của Đài Loan á có ở nhà dì chính là một tháng mấy, gần 2 tháng trời, cho nên người dân đó họ không có biết được chính xác Đài Loan hay Hàn Quốc, cho nên họ nói là có lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc gì đó. Mà quý vị khán giả thấy cô Linh Tinh là gân guốc trên cộng đồng mạng, là nó chứng minh này kia nọ đủ thứ hết, mà cuối cùng là 8 tháng trôi qua thì cái đoạn mà video dì chính đã than thở với một người YouTuber đã được hé lộ ha quý vị khán giả đó.
thì một đoạn ghi âm đó được mọi người biết được là dì Chính đã bật mí là cô linh tinh này từng lấy chồng Đài Loan và sang bên đấy đâu vài tuần gì đó rồi lại quay trở về. Thì bà con ở xóm ấp của cô Trà Xanh này cũng có một cái hé lộ thông tin là trước đây qua bên đó rồi hốt của cái ông là Đài Loan này cũng một mớ tiền tương đương với khoảng 100 triệu đồng tiền Việt Nam. Đó, thì cũng được số tiền rồi, cuối cùng thì là đi về luôn nha quý vị khán giả. Thì cô này người ta nói ủa sao lấy chồng mà không sợ là mình lấy chồng rồi có tai tiếng và trinh tiết này kia nọ. Thực sự ra một cái con người cô linh tinh thì có quý trọng gì trinh tiết đâu, đâu phải cổ là lấy lần đầu đâu, mà trước đây thì chắc cũng lẽ là từng đã đi làm rồi thì tan nát cũng đã từ lâu rồi chứ đâu phải là bây giờ phải gìn giữ trinh tiết để làm gì. Và những cái bí mật đó thì đã được hé lộ hết rồi, không biết bây giờ là mắt điếc tai ngơ rồi quý vị khán giả. Đó, bây giờ dì Chính ruột của mình, những cái giọng nói và những cái câu chuyện mà cô đã chia sẻ với một YouTuber đó, thì mọi người cũng đã thấy và hiểu được rồi. Như vậy cô linh tinh này là ai cũng quá ngao ngán. Đó, thì trước đây cũng là hiềm khích với là chị Mi Mì đó, khai ra nói nào là lấy tiền đưa kết hôn giả đó quý vị khán giả, để đưa anh Long sang bên đó là 40.000 đô gân guốc lên, là nói chị Mi Mì lấy tiền này kia nọ. Thì trong câu chuyện đó cũng gân guốc lên video để là hiềm khích mà trước đây người ta giúp đỡ chồng hờ của mình, giúp đỡ cho mình đó mà mình không mang ơn, bởi vì con người mà ăn cháo đá bát mà quý vị khán giả, đó trước sau gì cũng bị. Và có một cái thông tin mà mình sẽ đưa cho quý vị khán giả là cái cô này mê đi nước ngoài quý vị khán giả ơi. Trước đó thì được biết là thông tin là anh Long ảnh cũng nhờ hết người này người kia để đi kết hôn đó, kết hôn giả để sang bên đó, cổ đòi nằng nặc nào là kết hôn để đi Mỹ. Nhưng mà anh Long ảnh tìm bạn bè là năn nỉ hết người này người kia để là kết hôn mang cô này đi, nhưng mà cuối cùng không được. Thì cổ nói nếu mà không được thì cổ sẽ đi Canada, đi Úc gì đó vân vân đó, mà đâu có ai mà dám rước cổ đâu. Mà cái cô này á là thật ra mà nếu như mà ai mà có cái tin á nha quý vị khán giả, thật sự là không dám mà sáp vào đâu. Sáp vào rồi đi lần lượt xếp hàng đi giống như Vân Quang Long. Tại vì dính líu tới cái cô này thì ba người đã đột tử giống như là anh Long rồi quý vị khán giả. Anh Long thì không nói đi, đó có ăn ở rồi. Còn những người khác là mới thôi, giống như là cô em gái nuôi nè, Hoàng Bồ Hờ đó, cũng định về giới thiệu để là kết hôn giả để đi, nhưng mà sau này cũng đột tử thấy không. Và một người nữa trước đây cũng nói là về gặp mặt để là làm kết hôn đó, rồi để mang sang đi, thì cuối cùng cái anh đó cũng là đột tử tại Việt Nam luôn. Có nghĩa là ba người, anh Long nữa là ba người. Còn quý vị khán giả biết là mê đi nước ngoài, mà một con người bản chất lương lẹo và ham ăn lười làm như vậy thì đi nước nào đi nữa thì là nếu mà không làm thì là lương lẹo cháo trợn, ở nước ngoài thì sống không nổi đâu quý vị khán giả ơi. Đó, thì cái cô này tới bây giờ thời điểm này vẫn còn ham đi nha quý vị khán giả. Đó, thì trước đây các bạn biết là anh HTT đó là ở nước ngoài hỗ trợ tiền bạc và gửi về cho cô Trà Xanh này. Thì trong cái giai đoạn đó là Phương Văn có xem cái đoạn video ha quý vị. Đó, cổ này, cổ lên video của gân guốc, trời ơi, ngồi ghế sofa của mình đó, cái bộ ghế mà nói mua 50 mấy triệu của anh Long mua đó quý vị khán giả. Đó, mua ở nhà vườn nhưng mà cuối cùng ở nhà cổ của livestream mỗi ngày đó. Thì cổ ngồi đó, cổ gân guốc lên, cổ nói là về cái anh HTT này nè, dụ mà tiền bạc chuyển chậm sau 2-3 ngày đó, rồi cũng cái thông tin chưa qua lại cũng chưa có rõ ràng. Trời ơi, lên video nói em chưa có nhận một đồng nào hết trơn, em chưa có nhận một đồng nào từ phía anh hết trơn. Cái bắt đầu 2 ngày sau nhận được tiền, trời ơi, bắt đầu lên video xin lỗi anh HTT đó, xin lỗi anh, trời ơi, em hiểu lầm anh, thông cảm cho em, trời ơi, anh là người rất là tốt với mẹ con em vân vân. Trời ơi, nói mà cảm thấy không có biết nhục quý vị khán giả. Thì hôm nay là cũng vẫn còn cái tư tưởng đó, vẫn khoe gần đây theo quý vị khán giả đó. Khi mà người khác livestream thì cái cô Trà Xanh này vô để là có những cái comment đó, viết nè HTT làm giấy cho mẹ con em sang Mỹ ha. Đó, thì cái tin nhắn này
Phương Văn sẽ đưa lên màn hình để cho quý vị xem coi là có phải là trà xanh hay không. Vẫn còn mê mà xin lỗi trà xanh à. Trời ơi, bản thân anh HTT sang bên Mỹ họ sống còn khó khăn chật vật nữa đó, bản thân mình lo còn chưa nổi nó, huống hồ gì mà lo cho cái cô trà xanh này để đi sang đó. Mà bây giờ là bạn bè của anh Lâm, những bạn bè chí cốt với nhau mà bây giờ còn đĩa hết người này tới người kia ha, thả thính để cho coi ra bạn bè anh Lâm có ai hốt được hay không đó. Mà dù sao đi nữa thì cũng là cái cô mà người tình một đêm của anh Lâm thì làm sao mà ai nhào vô để là hốt được đó. Dù có yêu thương cô cỡ nào thì cũng còn thằng bạn ở đây chứ. Trời ơi, cô này cô đĩa hết người này tới người kia quý vị ơi. Mà anh HTT này làm gì có cửa mà làm giấy tờ để cho cô sang bên Mỹ được đó. Bản thân anh ấy lo còn không xong nữa mà người khác bây giờ có cô bồ già của anh HTT đó đó, bây giờ họ lo với nhau còn chưa xong nữa, huống hồ gì mà lo cho cô. Bất quá khi mà anh Long đã qua đời rồi thì bạn bè hỗ trợ quyên góp lúc đó thôi, chứ bây giờ cô muốn đòi hỏi cái gì. Mà thật sự ra mà nói, mà anh HTT này mà có làm giấy kết hôn mà đưa cô này đi sang bên Mỹ đi nữa thì là cũng lạy luôn. Qua rồi cổ không có chịu ly dị ra, cổ bám theo cả đời người ta thì người ta chết. Nhưng mà qua cái câu chuyện đó, anh HTT này anh lại dài, lại hàng trăm cây số. Sau này cô trà xanh này có thân tàn ma dại, anh cũng lại, anh cũng không bao giờ dám nữa. Tại vì anh bị một lần thôi đó, anh bị một lần là lên video là coi như là nói quá trời nói luôn, nói mà mặt mày là gân guốc lên, nói ngồi ghế sofa nói cho đã luôn. 2-3 ngày hôm sau nhận được tiền cứ bắt đầu lên xin lỗi anh HTT đó, nhục ơi là nhục luôn. Cái cô trà xanh này cổ trở mặt hay lắm quý vị khán giả. Tới bữa nay câu chuyện này mọi người đã biết rồi, cô này là chính bản thân mình cũng đã nói làm giấy tờ để sang Mỹ mà lên tố cáo chị Mimi kết hôn giả với chồng hờ của mình đó, lấy 40.000 đô vân vân đó. Như vậy thì mình biết là cái câu chuyện trong gia đình của mình vậy, mình lên cộng đồng mạng để mình nói mình hiềm khích với chị Mimi, rồi bây giờ chính bản thân mình để nói là anh HTT để làm giấy tờ cho mẹ con mình đi sang Mỹ đó, chắc còn lâu á. À, bây giờ đĩa hết người này, hết ông Canada, rồi hết ông bên Úc, rồi hết ông bên Mỹ. Bây giờ không ai rước á. Mà thời điểm này á, quý vị khán giả thấy là vẫn còn mơ mộng để đi à, đi sang bên đó nó hốt được cái gì hốt hay sao. Xin lỗi à, đi sang bên đó mà không có là mang cái thân mình ra mà cày cuốc đi làm thì là họ sẽ biết bản thân mình là lương lẹo, họ sẽ báo sở di trú cho đuổi về khỏi có mặt ở bên đó. Con người sống lương lẹo mà không thay đổi được cái bản chất thì không bao giờ mà tồn tại được đâu. Bởi vì ngày xưa bà con ở xóm làng ta nói đi lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc vậy là có đâu có sai. Tới ngày hôm nay thì bà dì chính bà vô tình bà nói thì cái đoạn ghi âm đó đã được hé lộ rồi, còn cái gì nữa. Đó, như vậy rõ ràng chưa? Lương lẹo tới cỡ nào đi đâu cũng là lương lẹo hết quý vị khán giả. Chính vì là con người của mình không thật thà, mình đứng lên mình nói tôi là vợ chính thức, tôi là vợ hiện tại, mà bây giờ té ra là mình có vợ chính thức, vợ hiện tại của một người nào hay không, toàn là đi không hiểu làm sao mà thích đi làm người hờ không đó, đi làm người hờ của Henry, đi làm người hờ của Quân Quang Long, rồi bây giờ đi muốn đi làm người hờ của nhiều người khác nữa quý vị khán giả đó, mà hờ không được nữa bây giờ mới là đi đĩa hết người này người kia đó. Một bản thân một con người có đàng hoàng tử tế mà tại sao là mình nói mà mình người khác phải tôn trọng mình, sỉ nhục mình, bản thân mình đứt cái dây nhục rồi, đứt cái dây là tôn trọng gì, ai tôn trọng mình, chính bản thân mình không tôn trọng mình tự bôi cho chát chấu vào mặt mình, dòng họ cha mẹ mình, mà mình đòi hỏi cộng đồng mạng mọi người khác phải là tôn trọng mình là tôn trọng chỗ nào. Và hôm nay có một cái thông tin hé lộ tiếp theo là bây giờ đang hốt Việt Kiều ở Anh quý vị khán giả, anh Đất Nguyễn ha, Đất Nguyễn. Như vậy thì các anh này không biết là trước giờ anh có nghe những cái hoành tráng lễ của cái cô trà xanh này hay không, mà bây giờ ảnh dám là xăm mình thì không biết nữa à. Đó, nếu như ở người nước ngoài họ sống họ nói là cho thoáng đi, không quan tâm tới quá khứ, không quan tâm tới cô ấy có bao nhiêu chồng bao nhiêu bồ, đó là cái tư tưởng thoáng của họ.
Nhưng mà dù sao đi nữa là người ta là bao nhiêu chồng, người ta bao nhiêu bồ, nhưng mà cái bản chất người ta nó tốt. Còn ở đây thì cái cô trà xanh này là ba nhiều bồ mà họ là bản chất họ không tốt. Nó có cái chữ lương lẹo đó quý vị khán giả. Cho nên là chính vì vậy cái người này liệu đùa cợt với tình yêu hay là yêu thương cái cô này thì không biết, bây giờ được hé lộ. Mà trong khi đó nói trời yêu thương anh Lâm dữ lắm, yêu thương chồng hờ dữ lắm, đem cái bàn thờ lên đó, đem di ảnh lên để thờ đó, để chích khăn tang này kia nọ, thì bây giờ đã chưa tới là dỗ đầu nữa, thì bây giờ vớt cái ông là hết ông này tới ông nọ, bây giờ tới ông Việt Kiều ở Anh đó. Không biết anh Đết Nguyễn này là anh này có hiểu cái câu chuyện hay không, hay là cũng mong muốn xếp hàng thứ tự và cái người kế tiếp giống như là anh Long vậy thì không biết đó. Thì nếu như hiểu ra câu chuyện thì họ không bao giờ rước cái cô trà xanh này đi đâu quý vị khán giả đó. Nếu ai có lòng thương yêu thì hãy là đi theo con đường cũ của Vân Quang Long đã từng đi, một con đường đau khổ đắng cay, đi cuối đường hầm mà không có ánh sáng le lối đó quý vị khán giả đó. Thì hôm nay lại tiếp tục cô này cũng vẫn còn mơ mộng đi sang Anh đó, vừa nhắn cho những người khác vào kênh người khác nói là anh HTT đang làm giấy tờ để đi sang bên Mỹ, chắc có lẽ là nói cho vui vậy thôi chứ ai mà dám mà rước cô này đi. Bây giờ bỏ rồi, cái chuyện đó là bỏ rồi mới đây ha. Rồi bây giờ sang cái câu chuyện tiếp theo của cái anh là Việt Kiều ở bên Anh đó, bây giờ hé lộ thông tin là bây giờ đang đu cái anh này, đu bám anh này để mong đi sang Anh quý vị khán giả đó. Thì bây giờ là hơn 8 tháng trôi qua rồi, mọi việc mọi người cũng đã biết hết. Họ là tập đoàn lừa đảo với nhau đó, họ kêu gọi Mạnh Thường Quân giống như là cái cô Hương Xa Xa đó, cô em gái nuôi đó, kêu gọi hàng trăm triệu đồng cho tới cả tỷ đồng quyên góp về cho cô Linh Tinh để thưa gửi, và đồng thời sau này lên nói nếu mà không thưa được thì lấy tiền đó cho con bé nó uống sữa, con bé con uống sữa đó. Mình thực sự mà nói, các bạn không biết các bạn thương yêu cái chỗ nào, các bạn không nhìn nhận ra cái điều sự thật đó. Còn bao nhiêu mảnh đời khó khăn vất vả ở xã hội này họ cần đó, trẻ em mồ côi nè đó, là cha mẹ không có đó, nhiều già neo đơn bệnh tật, rồi người lang thang cơ nhỡ, người nghèo khó vân vân, rất là nhiều hoàn cảnh đáng thương để hỗ trợ quyên góp. Còn cái này bạn kêu về hàng trăm triệu đồng để cho cô Linh Tinh này thưa kiện, rồi là đi còn không được thì cho con bé để uống sữa. Và nói ngày hôm nay nữa, tiếp tục theo cái việc mà lấy con bé con ra để cho cộng đồng mạng thương yêu. Tại vì trước giờ nói là mẹ quá con coi cho mọi người nào khoe là Việt Kiều bên Mỹ gửi về thùng đồ, gửi về đồ chơi, gửi về cầu tuột, gửi về tiền 100 đô sinh nhật, 200 đô vân vân đó. Còn có một cái anh mà lên kênh là chửi Phương Văn quá trời, nói tôi hứa tôi gửi cho ông trà xanh 200 đô, không biết bây giờ gửi chưa ha. Đó, giỏi lắm, bây giờ là lòi mặt chuột ra hết trơn rồi đó quý vị khán giả. Bây giờ đó mọi người đó về cứ hỏi vợ, hỏi con, hỏi gia đình cha mẹ mình bán tài sản gì đó, bây giờ mình quyên góp cho cô trà xanh này đó, mình thương yêu mà khoe dữ lắm, trời ơi nó đẹp đó, chân dài tới nách luôn. Cho nên bây giờ mấy ông là mê muội, mấy ông nhào vô đi đó, nói thì nói cái miệng vậy thôi, biết là cái cô này đã sai, cô này đã lương lẹo, nhưng mà họ vẫn theo cái câu chuyện đó, họ vẫn tiếp tục. Tới ngày hôm nay thì cái việc mà tập đoàn của họ là tan rã quý vị khán giả, sau khi mà chị Sammy đã đứng lên nói sự thật về cô Đào Lưu Bạc và đồng thời nói lời xin lỗi thầy cô, thì sau đó là một vài YouTuber khác lại tiếp tục lên xin lỗi thầy cô. Mà bây giờ thầy cô đâu có quan tâm, xin lỗi hay không xin gì thầy cô cũng không quan tâm tới cái việc đó. Tại trước đây ngày nào cũng chửi mà, chửi thấy nóng mặt luôn quý vị khán giả, chửi mà Phương Văn thấy là quá sốt ruột. Cho nên chính vì Phương Văn cũng như một số anh chị em khác đứng lên để là nói lên cái tiếng nói cộng đồng để hỗ trợ gia đình thầy cô đó. Vậy mà Phương Văn cũng như tất cả quý vị khán giả, những người kể cả khán giả đã từng thương yêu gia đình thầy cô đều bị cái bọn xấu ác bên kia nó chửi te tua, kể cả khán giả cũng bị chửi luôn đó, chứ không phải là Phương Văn đó. Nhưng mà các bạn thấy sau một thời gian dài rồi, chúng ta Phương Văn cũng như tất cả quý vị khán giả là cái người chính nghĩa, luôn lúc nào cũng là về phần thắng đó. Trong cái cuộc sống này
là nó là hiển nhiên rồi đó. Mặc dù là chúng ta có lao đao lận đận đó, nhưng mà khi cái kết cục có hậu đó quý vị khán giả, thấy lúc nào là chúng ta thấy là cái phe tà đạo là có bao giờ thắng nổi không đó. Cho nên bây giờ họ đã bị lật mặt hết rồi quý vị khán giả đó. Chúng ta bây giờ chúng ta mới cười lên mặt của họ nè, đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển là chửi 6-7 tháng trời nè đó. Bây giờ thấy là lật mặt hết rồi còn gì đâu mà phải chửi nữa đó. Bây giờ bắt đầu xin lỗi hối hận không thôi. Anh Long anh kêu xuống lần lượt từ M1 đi xuống dưới đàm đạo những người mà ác đức với gia đình của ảnh, những người mà lương lẹo không thật thà, thì từ từ xếp hàng ảnh gọi từng em một đi xuống dưới đàm đạo. Rồi cuối cùng là tới ai nữa thì là người con gái nào nữa đó. Thì trước đây quý vị khán giả thấy là có một anh em nghệ sĩ đã nằm mơ thấy là anh Vân Quang Long sẽ đem theo một cái người con gái nữa mà tóc chấm ngang vai. Thì chắc có lẽ những người nào mà ác đức với anh Long, hoặc là những người nào mà thân cận, mà những người nào mà hại gia đình của anh ta, thì bây giờ tiếp tục đi, lần lượt đi gọi từng tên một đi xuống dưới đàm đạo. Rồi cô còn cái cô trà xanh này thì chắc có lẽ là mơ mộng đi sang Mỹ, sang Úc, Canada gì đó. Bây giờ khỏi, mơ mốt anh Long ảnh về anh đưa đi, đi một cái rẹt một xuống dưới luôn, không cần visa, đưa thẳng luôn quý vị khán giả. Cô Linh Tinh này hãy chờ đi, chứ còn bây giờ đu bám theo cái anh Việt Kiều bên Anh thì bây giờ không biết ông nội này mắt nhắm mắt mở thế nào. Ông này là gọi như là đại ca rồi, dám nhào vô là cũng hay lắm à. Quý vị khán giả thấy là cộng đồng mạng mọi người rất là hay. Bây giờ phát hiện được anh Đất Nguyễn là Việt Kiều Anh, thì bây giờ họ chế cho một cái ảnh là thánh nữ, một bên thì là thánh nữ thành hôn với Liều Mạng Ca đó, tại ở Tân Quế Vĩnh Long, hôn lễ cử hành vào ngày tháng 5 năm vân vân đó. Bây giờ là anh Đất Nguyễn này là Liều Mạng Ca, quý vị khán giả ơi, chuẩn bị kết hôn với thánh nữ đó, thánh nữ lương lẹo. Cho nên giờ này là cộng đồng mạng cũng phát hiện ra cái điều đó, là họ đang có những cái bước tiến triển đó. Bây giờ trong khi nói là yêu thương anh Long, thôi bây giờ làm ơn gỡ cái hình ảnh xuống đi, trả lại đi. Bây giờ gia đình người ta, vợ con người ta cũng là đã thờ rồi, cha mẹ người ta cũng thờ rồi, còn mình tự photo cái hình ra mình đem lên bàn thờ đó, chi cho tội lỗi vậy đó. Bây giờ nếu như là một người chồng đi nữa đó, nếu mà thương yêu thật lòng chưa tới cái vỗ đầu của anh Long nữa, bây giờ bắt đầu đi tìm người khác. Bây giờ đó, bây giờ lên mạng, nào là TikTok, nào là Facebook đó, bây giờ là cộng đồng mạng đã phát hiện được là ông Việt Kiều Anh, không biết ông nội này hay là có nghe, hay là ông mù hay ông điếc, không biết quý vị khán giả, mà ông nhào vô cô Linh Tinh này, trước sau gì ổng cũng xếp hàng theo anh Vân Quang Long thôi đó, chứ không khác gì đâu. Mặc dù là nói sống ở nước ngoài thoáng, không có quan tâm tới chuyện cũ, chuyện quá khứ gì đó vân vân, nhưng mà chúng ta là vẫn còn nguồn gốc con người Việt Nam, mà thậm chí người nước ngoài đi nữa, người ta phải thật thà. Mặc dù là cái chuyện mà mình có nhiều chồng nhiều vợ đi nữa, người ta không quan tâm, nhưng mà sống phải sống thật thà, phải sống không có lương lẹo. Chứ còn những người lương lẹo thì bây giờ nước trong hay là nước ngoài gì đi nữa thì cũng vậy thôi, người ta cũng phát hiện ra con người của mình nó không có trung thực, thì rồi là mình không có tồn tại được lâu đâu, mà không bao giờ tồn tại được. Mà bản thân cái cô là trà xanh này, cổ là mong đi được chứ thôi, chứ không vì tình yêu mà họ, chỉ vì tiền. Mọi người thấy bây giờ thấy không đó, phá vỡ hạnh phúc gia đình của bác sĩ Ái Vân đó. Người ta một mình người ta nuôi con đó, trong khi gia đình tan nát vì con trà xanh này mà vợ chồng người ta phải ly hôn, trong khi đó con người ta đứa 2 tuổi, đứa 4, 5 tuổi, thấy là một mình ôm hai đứa con mà nuôi không, vất vả như cỡ nào. Mà bây giờ người ta đã có một cái sự nghiệp vững vàng, một bác sĩ giỏi ở thành phố Hồ Chí Minh, một phòng nha hoành tráng lệ như vậy, bao nhiêu người nhân viên đó, thấy so sánh được không? Còn mình học lớp 5, lớp 6 mà mình nói trời ta đây là đại học, trời cái thời điểm đó đưa cái video lên cho YouTuber khác nha quý vị khán giả, nói là đây là thời sinh viên đại học, học chỗ nào mà đại học vậy quý vị đó, mà nói mà vẫn nói cho được,
coi như là cái cô trà xanh này cổ không có biết là nhục, cổ đứt luôn cái thần kinh, cái dây thần kinh nhục rồi, cho nên là cái gì cổ nói cũng được, để là khỏa lấp hết mọi người. Mà trong khi đó tuổi đời mình mới có hai mấy, chưa đầy 30 tuổi mà lương lẹo lừa gạt hết cộng đồng mạng trong nước cũng như là ngoài nước, từ trẻ tuổi cho tới người cao niên. Cô linh tinh này luộc sạch hết quý vị khán giả, không chừa một ai, cho nên mới làm loạn như thế kia. Chứ mà thầy cô là nếu mà một người mà đàng hoàng tử tế thì thầy cô cũng hiền nè. Đó, cũng có thể là coi như là người tình lẻ một đêm, đàng hoàng tử tế thì qua lại gia đình của người ta. Đó, mặc dù là biết là mình đã là phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta rồi, nhưng mà mình ngoan hiền thì thầy cô chắc có lẽ cũng cho lui tới. Bây giờ thầy cô đã tốt như vậy, xé khăn tang cho đội, đó là cái diễm phúc cho cái cô trà xanh này rồi. Mà đâu đó thì cô này muốn làm loạn. Thật sự ra cái câu chuyện này tới ngày hôm nay thì khi mà nhìn lại đó quý vị khán giả, thấy là giật mình luôn quý vị khán giả. Nếu như trước đây mà thầy cô mà không cứng rắn ha, cho bước chân vào nhà, hoặc là tới lui ha, có chụp hình ha, hoặc là có dắt về nhà đó, thì bây giờ là cô linh tinh này leo lên đầu lên cổ luôn. Và đồng thời cổ muốn là tôi là vợ chính thức, tôi là vợ hiện tại, ghi trên Facebook để thông báo cho quý vị khán giả, mong muốn là vô đó để điều khiển cái đám tang của anh Long, để hốt được cái gì thì hốt. Mà rất là may mắn thầy cô rất là cứng rắn nha quý vị khán giả. Chứ nếu cái cô trà xanh này vô đó được rồi, thầy cô ra ngoài đường, Ái Vân và con của anh Long cũng ra ngoài đường luôn, chứ không bao giờ mà được những ngày hôm nay đâu. Thực sự ra bây giờ làm không được nữa rồi, con của mình không chứng minh được là con của anh Long, không có huyết thống, kêu đi xét nghiệm ADN thì từ chối một mặt đó, mà lấy cái gì đâu mà là con người ta mà đi chửi thuê chửi mướn đó. Những con cờn cờn cái đầu không não kia đi chửi ngay chửi đêm, nào đi đòi tiền phúng điếu, nào là chia tài sản 30 công đất cho con bé con hay lình vân vân, chỗ ngày nào cũng chửi, thật sự ra nhục nhã vô cùng luôn. Đi ăn xin cộng đồng mạng từ trong nước cho tới ngoài nước đó, bây giờ tới bây giờ vẫn còn xin nhiều không được, bây giờ xin ít, lên cộng đồng mạng xin giờ kiếm cho sữa cho con bé Helen, bây giờ nó hết sữa rồi, bây giờ mua cũng khó khăn này kia nọ, bây giờ xin sữa, trời ơi, nhục dễ sợ. Chẳng lẽ bây giờ nước ngoài ta gửi về thùng sữa cho cô được? Cuối cùng đó là cái chiêu họ phải chuyển khoản, quý vị khán giả, vớt được bao nhiêu thì vớt. Đó, sinh nhật của mình khoe anh chị này cho em 100 đô, anh chị kia 200 đô. Trời ơi, bản thân mình sinh nhật của mình là tự mình làm đi, mà sinh nhật sinh nhất gì đó, nói để hốt tiền thôi, chứ người ta làm cực khổ vất vả, người ta nai lưng ở nước ngoài người ta đi làm đó, là bán lưng cho trời bán mặt cho đất mới được cái đồng tiền, mà ai mà thương cô mà đến nỗi mà gửi tiền về cho cô. Thật sự là những người đó là họ đang bị sai đường sai lầm, và họ ngộ nhận giống như chị Sammy vậy, trước đây hỗ trợ cho luật sư để là đàm phán gỡ cái báo, cái tờ báo biết của về cô Linh Tê, cô trà xanh nó xuống đó, mà cuối cùng cũng không được, cô Sammy phải mất là mấy trăm triệu, 200 mấy chục triệu, còn cái bà đào lưu bạc thì bà trốn mất tiêu rồi đó. Hỏi luật sư ra cái số tiền mà thưa kiện hai YouTuber với là gỡ cái tờ báo đó xuống là 500 triệu đó, chạy mất dép. Đó, đào lưu bạc bây giờ trở thành con nợ. À, cho cô linh tinh 100 triệu lúc đó nổi như cồn luôn quý vị khán giả. Đó, cô linh tinh nói là cảm ơn chị này kia nọ, giờ gửi cho em Việt Kiều ở Úc gửi cho em 100 triệu đồng lên khoe. Tới bây giờ thấy cái hậu chưa? À, gửi cho cô linh tinh này 63 triệu thôi, còn 37 triệu nói là thôi bây giờ em cứ lên video em nói cho đủ 100 triệu đi, rồi còn số là chị gửi sau. Cho tới ngày hôm nay 7-8 tháng trôi qua mà gửi không đủ, bây giờ người ta cô trà xanh này nhắn tin gọi điện thoại đó đòi cô đào lưu bạc. Bả bây giờ bả đâu có tiền, bả trốn mất tiêu rồi đó. Thay vì cái số tiền cô đào lưu bạc mà không có ân oán gì tới gia đình của Vân Quang Long, mà dám bỏ ra một cái 100 triệu đồng chỉ cho cô trà xanh này, và cho người khác 50 triệu để phá phòng nha của Ái Vân, cho người khác 10 triệu và cho người khác 1 triệu nữa để họ lên chửi thuê chửi mướn quý vị khán giả. Chính vì cho không có đồng đều cho nên bây giờ sau này cái những cái người mà chửi thuê đó mong đào lưu bạc là Mạnh Thường Quân là đại gia mà gửi tiền cho họ, nhưng mà sao đào lưu bạc đâu có tiền à, Mạnh Thường Quân rỡm mà đó, cho nên bây giờ họ mới bắt đầu cãi nhau, họ phải làm loạn với nhau, họ phải ganh tị đố kỵ với nhau, cuối cùng cái tập đoàn lừa đảo của họ là bung bét hết rồi quý vị khán giả. À, bây giờ là mọi người đã biết hết rồi, đào lưu bạc cũng đã bị
chị Sammy bóc mẻ đó, mọi thứ là coi như là đã là phơi bày sự thật hết, không còn gì để nói. Và cái ngày hôm nay thì bắt đầu cái cô Linh Tinh này tìm đường tẩu thoát. Mà hiện tại thì ông nội Việt Kiều Anh này không biết là ông có mù hay là ông có điếc gì không mà ông nhào vô, tôi không hiểu nổi nữa. À, cha mẹ dòng họ anh em ổng chắc không có nghe thông tin về cái cô Linh Tinh này là nổi tiếng trong nước cho tới ngoài nước, là tập đoàn lương lẹo như thế này, từ đầu tiên là ông Henry đó, rồi tới Vân Quang Long, rồi vớt nhiều Việt Kiều khác mà đâu có ai rước đi đâu. Cô này bây giờ cổ ham hố là đi nước ngoài lắm, Mỹ đi không được, Canada đi không được, Úc cũng vậy đi không được, bây giờ vớt tới cho ông Việt Kiều ở bên Anh. Thì thôi bây giờ anh cũng xếp hàng đi theo anh Long đi. Đó, bây giờ vừa về cưới hay là sát vào rồi cho đi cùng một lúc luôn. Đó, chứ bây giờ cô Linh Tinh này bây giờ vẫn còn ham hố lắm, không biết cái ông này là như thế nào quý vị khán giả ơi. Đó, bây giờ những cái thông tin hé lộ là dỗ đầu anh Long cũng là chưa tới, nhưng mà cô Linh Tinh này bắt đầu đi theo người khác kiếm đường để đi, nhưng mà thật sự là chưa chắc gì đã đi được đâu. Rồi ôi, một lúc nào đó hả, giả sử như người ta đón cô qua bển mà cưới cô sang bên đó rồi, mà con người mà thích ăn mà lười làm thì cuối cùng người ta mơ mốt người ta cũng bỏ bơ vơ đất khách quê nhà quê người, chứ người ta không có là nuôi cô suốt đời đâu. Ở đó lò mà lo ăn cho lo chân diện cho bản thân mình, mà là thích ăn mà lười làm thì làm sao mà sống được cái nơi nào. Việt Nam mà sống không nổi thì ra nước ngoài sao sống nổi. Và mới đây cũng có một cái tờ báo viết về cô Trà Xanh này đó, thế sau khi Vân Quang Long đã ra đi, bỏ lại một đứa con thơ, bây giờ đã tới sinh nhật con bé, bây giờ nó đã lớn. Và cái ngày sinh nhật của con bé con, hai mẹ con chụp hình, ôi trời ơi, bây giờ quý vị khán giả nghe những người bình luận nha. Đó, thì tờ báo này Phương Văn cũng có đọc hết. Thì nói chung là nói về anh Long đã ra đi, bây giờ bỏ lại đứa con, hai mẹ con bây giờ vẫn vui vẻ sống với nhau như thế này. Tuy nhiên cộng đồng mạng bây giờ họ bóc phốt có nhiều cái comment lắm các bạn. Một vị khán giả này có viết như sau: sinh nhật con hay mẹ mà mặc đồ thấy gớm vậy, còn con mẹ khoe bướm to hơn cái chảo nó ăn tập thể, vân vân. Nghĩ sao mà đưa cái hình này lên thì không hiểu đâu quý vị khán giả. Đúng rồi, bướm xinh mà bướm bay lả chả đây quý vị khán giả ơi. Cô này cũng cố tình nhiều cái hình ảnh khác không đưa, mà đưa cái hình ảnh này lên thực sự là nó phản cảm vô cùng. Đó, là bướm chảo gì là đưa ra hết thế kia, mà quý vị khán giả thấy là cái tấm hình này mà đưa lên thì tôi cũng bó tay. Đó, mặc dù ví dụ nói là mặc đồ nó bị lỗi đi nữa thì mình xem lại mình mới đưa lên, chứ có đâu mình đưa lên mà mình đưa là bưởi bướm gì đó mình đưa ra hết như thế này, thực sự ra là nó phản cảm vô cùng. Đó, vậy mà đưa lên để khoe. Đó, bây giờ khán giả người ta chửi sắp mặt luôn, người ta nói là bây giờ khoe bướm bự, đó, bướm to còn hơn cái chảo nấu ăn của tập thể, vân vân. Nói chung là họ chửi rất là nhiều, mà thật sự ra không phải là soi mối, nhưng mà khi chúng ta nhìn cái hình là chúng ta cảm thấy là cái sự phản cảm vô cùng luôn, mà họ lại đưa lên thì không hiểu nổi nữa. Thật sự ra họ không có cái mắt nhìn thẩm mỹ, chứ nếu như mà mình xem lựa nhiều hình mình muốn đưa thì mình lấy cái hình nào cho nó đàng hoàng tử tế mình đưa lên, có đâu mình để cái hình như vậy thì mình đưa lên, thật sự nhìn vô là nó phản cảm vô cùng luôn quý vị khán giả. Thật sự ra cái câu chuyện của cái cô Trà Xanh này là mỗi ngày là có cái câu chuyện bắt đầu tích lũy lại, là có những cái mới hết quý vị khán giả. Đó, họ không có dừng lại mà họ luôn lúc nào đó đi toàn là đi xa, em đi xa quá. Đó, bây giờ xin sữa, sếp xin tiền, bây giờ tới xin sữa. Ủa sao mình là chân dài tới nách mà mình xinh đẹp và mình trình độ đại học mà, sao mình đi làm đi. Đó, thấy không, thấy vợ lớn người ta không? Đó, người ta vẫn nuôi con học trường quốc tế, người ta đi làm từ thiện. Đó, thấy mà Ái Vân đi làm từ thiện, chia sẻ cho bà con những cái lúc khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số nơi đó, quý vị khán giả thấy là hết sức là cảm động. Và Ái Vân quá mạnh mẽ, phải nói là sóng gió rồi cũng qua, ông trời ông cũng thương cho cô ấy được mạnh mẽ làm ăn phát đạt để nuôi con, và đồng thời có tiền để hỗ trợ cho bà con trong lúc khó khăn như thế này. Hình ảnh của Ái Vân hết sức là cảm động. Còn cái cô Trà Xanh này coi như là đối lập 100%, đi giật chồng người ta. Đó, bây giờ là đi ăn xin cộng đồng mạng từ trong nước cho tới ngoài nước. Đó, có đi làm từ thiện không? Lấy tiền của ra mà đi làm từ thiện.
có làm được gì đâu. Bởi vì ngày xưa Vân Quang Long nói chờ cái bản thân nó nuôi nó còn không nổi nữa mà nó đi làm từ thiện. Tại vì cái lúc đó là có cô trà xanh này gọi điện xin anh em ở bên Mỹ, xin hết người này ít tiền, người kia ít tiền để về em đi miền Trung em làm từ thiện. Rồi em đi chỗ này từ thiện. Sau khi Vân Quang Long đã biết được cái câu chuyện đó, ổng phán cho một câu trời cái bản thân nó lo còn không nổi nè, ở đó rồi mà nó đi làm từ thiện. Thì quý vị khán giả biết rồi đó. Và bản chất cái con người cô này là cũng là hỗn láo, xáo xược với chính gia đình của mình luôn. Giống như dì Tám đó, kêu gọi cho mọi người quyên góp để cất cái nhà cho dì Tám đó. Sau này dì Tám cũng là nước mắt đó. Cô trà xanh này cũng chửi dì Tám là coi như là nước mắt á. Bà mới nói là thay vì đừng cất cái nhà, bà sống còn nó khỏe hơn. Còn bây giờ cất cái nhà rồi á, mỗi lần cô lên tin này là chửi là cổ là rớt nước mắt. Đó, tới dì Chính cũng lên video nói là cũng rớt nước mắt đó. Hỗn lắm, hỗn láo xáo xược lắm. Nói chung là con người của cái cô trà xanh này không có được sự giáo dục của gia đình. Mà gia đình vậy sao giáo dục được quý vị? Đó, mẹ vậy, chị vậy, em cũng vậy. Đó, cả gia đình không có ai mà lấy được khỏi cha. Chỉ có cái cô trà xanh này lấy được khỏi cha thôi. Còn mấy em còn lại đâu có lấy được khỏi cha. Và bản thân đó, đó chân dài tới nách thì chân tay cũng dài đó quý vị khán giả. Đi tới đâu là coi như là mắt láo liên, tay chân là thái mái. Đó, cầm nhầm đồ của người khác hơn. Đó là chuyên môn. Đó, cái đó là nghề của ả đó. Nghề, đó là nghề nghiệp, nghề đi giật chồng người ta nè. Nghề thái mái tay chân, cầm đồ nhầm nè. Đó là nghề của cái cô trà xanh này. Đó, đi vô giường ngủ Ái Vân mà cầm nước hoa, mà cầm túi sách mà. Đó, mà về nói anh Long là tặng cho mình. Đó, đồ của người ta chưa tặng cho mình. Mà mình đi dám mà không có người ta ở nhà mà mình cầm về. Rồi đi tới đâu là cầm nhầm đồ người khác tới đó là mang về hết. Đó, động trời kể cả laptop, kể cả tiền bạc. Nói chung là cầm được cái gì là cầm. Đó, tiện tay camera mà đặt mà trong cái lúc mà ở dưới nhà của thầy cô mày đi đến đó là để nói xin lỗi mà nghía cái phong bì đó quý vị khán giả thấy là lấy cái chân đá cho cái phong bì nó rớt xuống đó. Đó, cái phong bì đó để cho các thầy người ta lợi người ta cúng phong bì người ta còn để đó. Lấy cái chân mật khiều mà đá xuống để rớt cái phong bì xuống. May là có camera quay lại vẫn chưa cầm nhầm cái phong bì đó nha quý vị khán giả. Tới cỡ đó thì mọi người thấy con người như thế nào rồi. Nói chung là cái người này súng bắn là không có sợ. Chỉ có Vân Quang Long là đưa thẳng thôi, không cần visa gì, đưa thẳng xuống rồi Diêm Dương. Đó, đi một cái rẹt, không cần đi Mỹ, đi Úc, đi Anh gì hết. Đi đi một con đường đi mà không có cần visa, đi thẳng xuống đó. Thôi thì chúng ta hãy chờ đợi xem cái cô trà xanh này bám biếu theo cái ông Việt Kiều Anh này như thế nào ha quý vị khán giả. Có những cái thông tin gì mới Phương Văn xin phép phân tích và chia sẻ. Sau cái hậu 8 tháng trời đã trôi qua thì những gì đã lật mặt từng em một thì quý vị khán giả hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện. Còn ở đây Phương Văn sẽ dừng video ở đây. Mong tất cả quý vị khán giả nhấn vào đăng ký của kênh Nhỏ To Tâm Sự và cái kênh của Phương Văn Official để khi mà Phương Văn up video bên đây nó không duyệt thì mình sẽ up qua bên kia để cho quý vị khán giả tiếp tục theo dõi cái câu chuyện. Mong tất cả mọi người hãy thông cảm và xin kính chúc tất cả quý vị khán giả nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, bình yên trong cuộc sống. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.